đây là bến đò Mương Chùa nhưng mà không có để chữ Mương Chùa nha cả nhà. Người dân ở đây quen gọi là bến đò Mương Chùa nhưng không có để chữ Mương Chùa. Sang bên kia thì mình cũng đi Cao Lãnh, Thanh Bình và Hồng Ngự. Dạ vâng. Đây đây nè mời. Ở đây cũng vậy nữa nè cả nhà. Ở đây cũng có tên bến đò, để chữ bến đò thôi chứ không có tên bến đò Mương Chùa nha cả nhà. Nhưng muốn đến được bến đò thì là mình phải đi đường này. Bây giờ Kim mời cả nhà cùng với Kim đi ra ngoài kia bến đò để mình xem bến đò đưa bà con mình xuôi ngược sang sông nha. Tây xin kính chào bà con ạ. Hôm nay chúng ta có mặt ở bến đò Mương Chùa, nhưng mà không có thấy tên để Mương Chùa, chỉ thấy là để bến đò không thôi. Ở chỗ này là cũng nước vừa ngập xong bây giờ rút ra này cả nhà. Đó, cả nhà mình nhìn thấy không? Đó. Thời gian gần đây thì nước lên nhiều lắm, dạ. Bởi vì ở đây là Cù Lao, dạ, nơi mình đang đứng nè, nơi Kim đang đứng đây là Cù Lao nha, dạ, cho nên là Cù Lao Viên đó cả nhà. Bởi vậy mà ở bên phía bên đây thì nằm cách biệt bao quanh những con sông, và đây cũng là con sông Tiền nè, rồi cho nên là đi đâu bà con mình muốn sang bên Đồng Tháp thì đều phải đi qua những chuyến đò như thế này, những chuyến đò ngang vậy nè cả nhà, dạ. Để tiện hơn cho bà con mình chọn nơi mình muốn đến nó gần hơn đó. Cũng rất là tiện ha cả nhà ha. Thì hôm nay Ấm Áp Miền Tây cũng có mặt ở bến đò Mương Chùa, dạ, để gửi đến những thước phim này cho cả nhà mình xem
thấy vùng quê sông nước. Dạ, không phải nơi nào cũng có những chiếc cầu bắc qua sông cho bà con mình đâu ạ. Cho nên là vẫn còn những chuyến đò ngang, những chuyến đò đưa bà con mình qua những con sông lớn như vậy để sang bên kia Đồng Tháp. Còn bên đây là bên Cù Lao Diêm, là thuộc tỉnh An Giang mình nha cả nhà. Chỉ cách con sông thôi mà bên kia là tỉnh Đồng Tháp và bên đây là thuộc về An Giang. Dạ. Đó. Thì qua những chuyến đò này, nhờ những chuyến đò này mà nối liền hai bờ thương nhớ, nối liền hai bờ cho bà con mình thông thương tiện hơn. Kim thấy có xưởng đóng tàu chợ mới An Giang Hồng Phúc nè, có phải là chung với lại những chuyến đò của Di Phạm chạy không nha? Kim thấy cái đò sắt này lớn lắm nè. Đây là bến đò Mương Chùa. Dạ, có lẽ là cũng vắng khách đó cả nhà. Lâu lâu thì mới có một chuyến, nhưng cũng vẫn tiện hơn cho bà con mình mỗi khi muốn cần sang bên Đồng Tháp có công việc gì đó. Dạ, thì có những chuyến đò như vậy nè, thì cũng tiện cho bà con mình trên dòng sông Tiền nha cả nhà ha. Bên đây là bến đò Mương Chùa. Dạ, ở xã Bình Phước Xuân, cũng thuộc huyện Chợ Mới An Giang mình ha. Còn sang bên kia là Đồng Tháp, mình có thể mình đi Cao Lãnh, Hồng Ngự hay là mình đi về huyện Thanh Bình đều được hết nha cả nhà. Dạ vâng, rất là tiện lợi ha. Bây giờ chị thấy có một chiếc xe chạy xuống nè.
Có lẽ Kim cũng xin tạm dừng video của mình ở đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những clip sau ha. Vì cũng có lịch hẹn để Kim đến quay lễ cúng ở dòng họ Dương. Thì Kim không có thể nào ở bến đò này để ghi hình nhiều cho cả nhà xem được hết. Xin lỗi cả nhà ha. Và mong hẹn gặp lại cả nhà vào những clip sau nha. Xin chúc tất cả bà con mình xuôi ngược, thượng lộ bình an. Dạ. Thật nhiều sức khỏe và luôn an lành trong cuộc sống ạ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin tạm biệt những chuyến đò thân thương. Xin tạm biệt những bà con thân yêu của quê hương mình. Xin chúc tất cả bà con mình thượng lộ bình an và luôn an lành trong cuộc sống ạ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.